Nay thì tôi cũng thay mặt cho bệnh viện tập trung chia sẻ những cái điểm quan trọng giúp cho bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị đối với người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là hen phế quản. Bài trình bày của tôi hôm nay thì có 5 nội dung. Phần thứ nhất thì tôi muốn sơ qua cái phần tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị trên bệnh nhân hen và SUD. Như quý vị đã biết thì đối với bệnh nhân SUD nếu như mà không tuân thủ điều trị tốt thì sẽ dẫn tới cái việc đợt cấp phải nhập viện thường xuyên hơn và cần tới sự chăm sóc y tế nhiều hơn và dẫn đến cái chi phí nhập viện cũng tăng lên. Vậy thì những cái yếu tố nào dẫn tới không tuân thủ? Thứ nhất là gì ạ? Về tuổi, thứ hai là mức độ phức tạp của trị liệu, thứ ba là cái dạng dụng cụ xịt hít, thứ tư là mức độ nặng của các cái triệu chứng, thứ năm là kiến thức của người bệnh và thứ sáu là các cái bệnh đồng mắc. Đối với bệnh nhân SUD thì nếu như mà tuân thủ tốt thì sẽ giúp giảm 44% các cái nguy cơ tương đối dẫn đến đợt cấp nặng cần phải nhập viện. Và đối với bệnh nhân hen thì việc tuân thủ điều trị có ý nghĩa tốt hơn nếu như mà việc tuân thủ điều trị tốt đối với bệnh nhân hen thì sẽ làm giảm cái số lượng cơn hen cấp trong vòng 1 năm. Và đặc biệt là đối với chất lượng cuộc sống thì trên một cái nghiên cứu thì với chất lượng cuộc sống nếu như mà người bệnh tuân thủ điều trị tốt hơn thì sẽ có điểm số EQ là cao hơn. Ở tại một cái hội thảo đồng thuận chuyên gia năm 2016 thì có bàn và quyết định đến cái phương pháp trị liệu đối với bệnh nhân hen và SUD và có ba cái yếu tố để làm cho người bệnh có thể tăng tuân thủ điều trị, đó là thầy thuốc, người bệnh và các cái dụng cụ xịt hít và thuốc. Vậy thì tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị đối với bệnh nhân hen và SUD như vậy thì vai trò của bệnh viện như thế nào, hay còn gọi là vai trò chúng ta gọi là vai trò của cơ sở y tế. Cái thứ nhất phải nắm được cái tầm quan trọng và lợi ích của việc thành lập và duy trì cái đơn vị quản lý hen và SUD tại cái đơn vị của mình. Thứ hai phải đảm bảo cung cấp được nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất vân vân cho cái đơn vị quản lý hen và SUD hoạt động. Thứ ba là phải cử các cái nhân viên y tế hay là bác sĩ thì tham gia các cái lớp quản lý hen và SUD. Còn đối với lớp thực hành hô hấp thì cử điều dưỡng hoặc là kỹ thuật viên để tham gia đào tạo và xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng chức năng nhiệm vụ của đơn vị quản lý hen và SUD và cuối cùng là đánh giá kết quả hoạt động của cái đơn vị quản lý hen và SUD hàng tháng. Một quý 6 tháng cũng như là 1 năm. Ở tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì đơn vị quản lý hen được thành lập từ tháng 5 năm 2013 với lúc đầu là có một bác sĩ, một máy đo chức năng hô hấp với một kỹ thuật viên hay là lúc đó là điều dưỡng đo chức năng hô hấp. Và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi có 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng, 3 máy đo chức năng hô hấp và các cái tài liệu hướng dẫn cho người bệnh như là tờ rơi, băng đĩa để tuyên truyền cho người bệnh tới khám hàng ngày. Vậy thì chức năng nhiệm vụ của cái đơn vị quản lý này bao gồm thứ nhất là khám sàng lọc chẩn đoán bệnh hen và SUD bao gồm khám tại cộng đồng và khám tại bệnh viện. Thứ hai là chức năng nhiệm vụ thứ hai đó là quản lý điều trị bệnh nhân hen và SUD tại cái đơn vị quản lý. Thứ nhất là bệnh phải khám tư vấn và cấp thuốc điều trị ngoại trú. Thứ hai là cấp sổ theo dõi điều trị ngoại trú, lập hồ sơ bệnh án ngoại trú và tư vấn qua cho người bệnh trực tiếp cũng như là qua số điện thoại của đơn vị quản lý thì chúng tôi có in vào quyển sổ quản lý bao gồm số cố định cũng như số di động, có nhiều số để cho người bệnh có thể lựa chọn và gọi để cần thiết khi mà cần tư vấn qua điện thoại. Cái nhiệm vụ thứ ba của phòng quản lý đó là tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hen và SUD có hiệu quả và cuối cùng đó là tham gia các cái hoạt động sinh hoạt khoa học, truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng cũng như là tại bệnh viện và thống kê báo cáo các cái hoạt động quản lý hàng quý 6 tháng cũng như là 1 năm.
Trong những năm qua thì cái kết quả quản lý COPD ở tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình cũng có cái phát triển nhất định, và tổng số bệnh nhân được quản lý trong 9 tháng đầu năm 2019 thì chúng tôi đã quản lý 4.077 bệnh nhân, trong đó có 570 bệnh nhân HEN, còn lại là COPD. Với người bệnh được quản lý điều trị ngoại trú và tư vấn thường xuyên hàng tháng khi mà tái khám thì có kết quả điều trị rất là tốt, và từ đó từ cái việc mà tuân thủ điều trị tốt như vậy thì cái chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng tốt hơn, và giảm đợt cấp nhập viện, giảm được tỷ lệ chuyển tuyến trên, đặc biệt là giảm được chi phí điều trị. Để trung bình một cái hồ sơ bệnh án ngoại trú chúng ta có thể tính là khoảng 500.000 bình quân trên một tháng, và với một năm điều trị đủ từ 10 đến 12 tháng thì người bệnh cũng chỉ hết từ 5 đến 6 triệu. Trong khi đó nếu một lần nội trú mà phải nhập viện thì từ 7 đến 10 triệu trên một đợt điều trị, và người bệnh có cái chất lượng cuộc sống nó không tốt được như những cái người mà thường xuyên tuân thủ điều trị hàng tháng. Đối với việc tuân thủ điều trị đối với bệnh nhân HEN và COPD thì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh có ảnh hưởng như thế nào? Ở tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì chúng tôi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ từ 3 đến 4 lần trong một năm, với số lượng người tham dự mỗi một lần từ 2 đến 300 người trên một lần. Và cái nội dung sinh hoạt thì chúng tôi tập trung vào tư vấn cho người bệnh hiểu những kiến thức cơ bản nhất về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như bệnh hen phế quản. Tư vấn những kiến thức cơ bản nhất để người bệnh có thể biết được các phòng tránh những cái yếu tố nguy cơ mà dẫn đến đợt cấp, cũng như là các cái kiến thức để người bệnh có thể xử trí cấp cứu ngay cái khi mà cơn hen cấp tính hoặc là cái cơn khó thở cấp ngay tại nhà, sau đó mới đến viện. Đối với cái việc mà tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ một năm 2, 3 đến 4 lần như vậy thì để tránh cho cái việc mà lặp đi lặp lại hay trùng lắp thì chúng tôi bố trí mời các cái hội viên mà tham gia sinh hoạt cho các cái đợt liền kề thì sẽ bố trí mời theo khu vực, có thể là các huyện bố trí từ 3 đến 4 huyện trong một lần mời, hoặc là mời theo định kỳ theo tháng. Ví dụ bệnh nhân hẹn tái khám hàng tháng thì có cố định, chính vì vậy có thể 10 ngày đầu tiên của tháng thì chúng tôi mời sinh hoạt câu lạc bộ vào đầu năm, 10 ngày thứ hai của cái đợt tiếp theo thì chúng tôi sẽ mời những cái bệnh nhân ở 10 ngày thứ hai hẹn tái khám trong tháng, và đến cái kỳ sinh hoạt thứ ba thì chúng tôi sẽ mời những cái người bệnh nhân từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 30, là 10 ngày cuối tháng. Như vậy thì cái số lượng bệnh nhân ở bệnh viện phổi với cái số lượng là hơn 4.000 lượt bệnh nhân thì cái việc mời dự tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mỗi lần là cũng rất là thuận tiện và không bị trùng lắp, để cho tránh cho cái trường hợp là chúng ta tổ chức nó nhàm chán và nó không hiệu quả. Và đặc biệt chúng tôi thì ưu tiên cho những người bệnh mà mới được chẩn đoán, mới được phát hiện thì mời họ đi tham dự để họ nghe và họ biết, họ tự biết cách phòng tránh cho họ. Và qua cái hội nghị sinh hoạt câu lạc bộ thì người bệnh và người nhà người bệnh cũng tự ý thức được là cái việc tuân thủ điều trị là cái việc hết sức là quan trọng, và họ có sự tương tác giao lưu thân mật hơn đối với thầy thuốc, cũng như là giao lưu thân mật hơn giữa người bệnh với người bệnh và người nhà người bệnh. Thì trong những cái hội nghị như thế này họ có rất nhiều các ý kiến chia sẻ, và tổ chức thì thường chúng tôi làm vào một buổi vào ngày nghỉ, ngày lễ, thường là vào thứ bảy, để cho các cái bệnh nhân cũng như là các cái thầy thuốc có thời gian để chia sẻ với thời gian lâu hơn, chứ cũng không có thời gian để tổ chức ngày thường, bởi vì những ngày thường thì khám chữa bệnh rồi thì cũng không có thời gian nhiều lắm. Song song với cái sinh hoạt câu lạc bộ thì chúng tôi cũng tổ chức tốt các cái hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, cũng nhằm mục đích là để giúp cho người bệnh hiểu được về bệnh. Tổ chức ở tại cái hội nghị mà khám sàng lọc, trước khi khám sàng lọc ở tại các cái cụm dân cư, và các cái buổi trước khi mà khám sàng lọc cụm dân cư hoặc là các cái buổi truyền thông về bệnh lao thì chúng tôi cũng phối hợp để truyền thông bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, để cho người dân nắm được, sớm phát hiện được, nhận biết được các cái dấu hiệu về hen như COPD, để người bệnh có thể là tự giác đi khám phát hiện sớm và điều trị kịp thời đối với bệnh hen COPD, đồng thời cũng tư vấn cho họ biết là bệnh phổi tắc nghẽn là một bệnh mãn tính, không khỏi nhưng có thể phòng và điều trị được, và để họ có thể tuân thủ điều trị, giảm cái đợt cấp phải nhập viện và làm cho cái chất lượng cuộc sống của họ được tốt hơn.
Đó là vai trò của bệnh viện. Vậy thì cán bộ của y tế như thế nào? Đối với cán bộ y tế thì đóng cái vai trò rất là quan trọng trong việc tăng tuân thủ điều trị người bệnh. Và việc xây dựng một đội ngũ cán bộ có tâm, nhiệt tình với công việc và tận tâm với bệnh nhân là một điều rất là quan trọng. Và cán bộ y tế thì luôn có tinh thần học hỏi, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Nếu như một cán bộ y tế đã nhiệt tình rồi, tâm huyết rồi, thế nhưng mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có kỹ năng, chúng ta không có kinh nghiệm để mà tư vấn hướng dẫn cho người bệnh thì cũng cái kết quả điều trị, quản lý bệnh nhân cũng không tốt. Chính vì vậy, đối với Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì chúng tôi thường xuyên cử cán bộ tham gia các cái lớp đào tạo tại tuyến trung ương như Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, các cái lớp đào tạo tại Bệnh Phổi Ninh Bình, mời các thầy cô ở tuyến trên về giảng. Thứ hai, đó là chúng tôi cũng cử cán bộ để tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trực tiếp ở trong và ngoài tỉnh, cũng như là trực tuyến, ví dụ như là các cái hội nghị truyền trực tuyến từ xa như là hội nghị hôm nay. Thì Bệnh viện Phổi Ninh Bình cũng là được một trong cái bệnh viện mà có cái số lượng bác sĩ mà chúng tôi cử tham gia các cái hội thảo, hội nghị thường xuyên và cũng có nền nếp và tương đối là đông. Bởi vì Ninh Bình là một cái tỉnh mà Bệnh viện Phổi được thành lập năm nay thì mới cũng có 9 năm tuổi đời, còn tương đối là trẻ. Chính vì vậy mà cái kinh nghiệm cũng chưa có nhiều. Chính vì vậy chúng tôi cũng phải thường xuyên cử các bác sĩ tham gia học hỏi. Và cũng rất cảm ơn các thầy cô ở tuyến trung ương, đặc biệt Bệnh viện Phổi Trung ương thường xuyên giúp đỡ Bệnh viện Phổi Ninh Bình, không những về mặt kinh phí đào tạo cũng như là các cái hoạt động như là khám sàng lọc về lao, lao kháng thuốc, nhiều những hoạt động đó mà giúp cho chúng tôi phối hợp để hoàn thành tốt hơn cái công tác phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản có như được như ngày hôm nay. Là rất là cảm ơn các thầy cô, đặc biệt là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung. Đây là một số các cái hình ảnh mà chúng tôi tổ chức sinh hoạt khoa học trực tiếp tại bệnh viện cũng như là qua hệ thống, kể cả trong và ngoài tỉnh. Đồng thời chúng tôi thì cũng không coi nhẹ cái việc là đào tạo trực tiếp cho cán bộ y tế ở ngay tại bệnh viện, tranh thủ vào các cái buổi sinh hoạt khoa học như thế này, hoặc là có thể là chuyên đề đơn lẻ thì chúng tôi tổ chức có thể hàng quý hoặc là 6 tháng thì chúng tôi cứ tổ chức cái buổi tư vấn hướng dẫn cho cán bộ y tế trong toàn bệnh viện, không chỉ là cán bộ y tế ở đơn vị quản lý mà toàn bệnh viện, điều dưỡng, bác sĩ, kỹ thuật viên, dược sĩ đều lên để hướng dẫn cách sử dụng các cái dụng cụ xịt hít trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như hen phế quản. Thì gần như là tất cả các bác sĩ và điều dưỡng ở trong bệnh viện đều được đào tạo cũng như là hướng dẫn hàng năm, có thể mỗi một năm từ 3 đến 4 lần. Và ai cũng có thể là tư vấn được cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân nhập viện bất cứ khoa nào mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay hen phế quản thì điều dưỡng hay bác sĩ hay là dược sĩ ở nhà thuốc đều có thể tư vấn hướng dẫn cách sử dụng cái dụng cụ xịt hít được. Và chúng tôi làm thường xuyên để cho các bác sĩ nếu như không có dùng, không có hướng dẫn nhiều thì cũng nhớ và thành thạo cái việc mà tư vấn cho người bệnh. Đấy cũng là một cái bước để giúp cho bệnh nhân được tuân thủ điều trị tốt hơn trong quá trình điều trị. Đối với quy trình thăm khám thì chúng tôi thực hiện cũng tuần tự giống như một cái quy trình thăm khám bệnh bình thường. Tuy nhiên, ở GINA 2019 thì có nêu lên trước hết là chúng ta phải lựa chọn tốt cái dụng cụ cho người bệnh theo tiêu chuẩn, và chúng ta nhận định từ người bệnh, chúng ta lựa chọn, sau đó chúng ta kiểm tra kỹ thuật hít và chúng ta hướng dẫn cho người bệnh, chỉnh sửa thực hành lại cho người bệnh để cho người bệnh hiểu được và người bệnh làm lại cho nó đúng. Nếu không được thì chúng ta có thể thay thế cái dụng cụ xịt hít cho người bệnh. Và tất cả cán bộ y tế, dược sĩ và điều dưỡng đều phải làm tốt cái việc này để giúp tăng tuân thủ điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên ở tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì việc đầu tiên khi người bệnh đến khám thì bao giờ bác sĩ cũng phải là người chẩn đoán xác định ra bệnh, đó là hen hay siêu đi. Khi được chẩn đoán xác định là hen hay siêu đi rồi thì sẽ tổ chức kê đơn và cấp thuốc, sau đó hướng dẫn cho người bệnh cách sử dụng. Trước khi hướng dẫn cho người bệnh cách sử dụng thì chúng tôi có tư vấn về ý nghĩa tác dụng của từng loại dụng cụ xịt hít để cho người bệnh hiểu được, xịt cái lọ thuốc này
thì ý nghĩa nó như thế nào? Tại sao cái thuốc này thì bình hít một khâu, cái loại này thì phải hít mạnh, lực hít tốt, cái loại này thì phải hít nhẹ thôi. Thế thì chúng tôi phải tư vấn từng ý nghĩa của từng loại các cái dụng cụ xịt hít để người bệnh hiểu, và để khi hiểu rồi thì họ làm mới đúng được. Và bước tiếp theo là tư vấn kiến thức cơ bản về bệnh và cách phòng tránh các đợt cấp. Khi người ta hiểu được là bệnh nhân tôi đang ở mức độ này, ở giai đoạn này, và cái việc sử dụng thuốc của tôi là phải tuân thủ hàng tháng, nếu không thì nó sẽ nặng lên giai đoạn này, ví dụ như thế. Và khi mà không sử dụng thuốc đều, bệnh nhân thấy đỡ, hen xịt thuốc xong thấy đỡ, ngày mai thấy bình thường, không xịt nữa thì gì ạ? Thì cái cơn hen cấp có thể xảy ra, ví dụ như thế. Thì chúng ta phải tư vấn cho họ hiểu các cái kiến thức cơ bản như vậy, họ tự phòng tránh được. Sau đó bước tiếp theo thì sau khi tư vấn rồi, bệnh nhân dùng thuốc tốt rồi, thì chúng tôi hẹn tái khám định kỳ hàng tháng hay là khi có cái cơn cấp, và theo dõi đánh giá mỗi lần khi tái khám, đặc biệt là chúng tôi tổ chức thu vỏ lọ thuốc. Chúng tôi cũng phải giải thích cho bệnh nhân rằng là trong các đặc biệt trong cái hội nghị sinh hoạt khoa học hoặc tư vấn mỗi buổi sáng, thì người bệnh cũng phải biết rằng là có bệnh nhân chất vấn là tại sao lại thu vỏ lọ. Thì trong luật khám chữa bệnh thì không có cái việc là thu vỏ lọ thuốc. Thế tuy nhiên để quản lý tốt bệnh nhân thì việc kiểm tra vỏ lọ thuốc và thu vỏ lọ thuốc mỗi lần tái khám là rất là quan trọng. Và kiểm tra cách cái sử dụng của người bệnh, nhận định các cái lỗi kỹ thuật và hướng dẫn cho người bệnh gì ạ? Người bệnh làm lại thì chúng ta phải thao tác cho người bệnh làm lại cho nó đúng. Và đánh giá lại, nếu như người bệnh mà chưa làm được thì yêu cầu người bệnh làm lặp lại vài ba lần. Nếu như chúng ta cảm thấy là bệnh nhân này không thể nào sử dụng được cái dụng cụ đó thì chúng ta có thể là cân nhắc và chuyển cái dụng cụ khác để cho người bệnh có thể sử dụng tốt hơn. Đây là những cái vỏ lọ thuốc mà bệnh nhân gửi lại cho bệnh viện mỗi ngày khi mà chúng tôi khám lại. Việc tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc không chỉ ở các cái buổi sáng trước khi vào gì ạ, các cái đầu giờ mà chúng tôi chuẩn bị vào khám cho người bệnh để cấp thuốc, mà chúng tôi sẽ hướng dẫn chung mỗi ngày khoảng 15 đến 20 phút. Tùy từng cái mức độ người bệnh thì tư vấn theo cái nhóm, có thể vài chục người hay là 100 người ở ngay tại đơn vị quản lý. Và người bệnh nào mà chưa thành thạo, chưa tốt thì khi mà tham gia khám bệnh trực tiếp thì bác sĩ lại tư vấn trực tiếp lại một lần nữa và cho bệnh nhân làm lại. Bởi vì cái số lượng bệnh nhân rất là đông, nếu như chúng ta từng bệnh nhân lần nào cũng mà kiểm tra lại thì chúng ta sẽ, những bệnh nhân đã từng làm lâu, làm tốt, chất lượng tốt thì chúng ta sẽ kiểm tra xác suất. Còn những bệnh nhân nào làm chưa tốt thì chúng ta phải hướng dẫn. Không phải là một bác sĩ hướng dẫn hay một điều dưỡng hướng dẫn mà đã xong. Có những bệnh nhân khó, chúng tôi có thể tới 3 người điều dưỡng chưa được, xong đến bác sĩ điều trị chưa được, và cuối cùng là chúng tôi lại phải cùng tham gia hướng dẫn, nói vừa chúng ta dùng cái từ là nếu là nói là nịnh bệnh nhân thì nó cũng không đúng, nhưng mà gọi là động viên họ một chút, có thể để cho họ bình tĩnh lại, họ đỡ run, họ cũng đỡ khó khăn đứng trước bác sĩ. Thì khi mình động viên cho họ, họ làm đúng được khoảng 20-30% rồi, một cái bước này là tốt rồi, bác cố lên, thì một tí nữa là họ làm tốt. Thì những cái lời động viên như vậy cũng rất tốt mà khi mà tư vấn hướng dẫn. Chính vì cái tình cảm của thầy thuốc với người bệnh qua cái quá trình hướng dẫn này cũng làm cho họ, là giúp cho họ tăng tuân thủ điều trị. Và cái việc tuân thủ điều trị như thế này vừa có ích cho họ mà cũng có ích cho bác sĩ chúng ta, đúng không ạ? Họ tuân thủ điều trị thì kết quả điều trị mới tốt, và chính vì vậy mà chúng ta cũng yêu quý bệnh nhân hơn, và bệnh nhân người ta cũng yêu quý bác sĩ hơn, yêu quý bệnh viện hơn. Vậy thì lãnh đạo quan tâm rồi, đơn vị quản lý có trang thiết bị tốt rồi, cán bộ y tế có kiến thức tốt rồi, vậy thì vai trò của bệnh nhân như thế nào? Thứ nhất, người ta phải hiểu và biết về tình trạng bệnh của họ đang ở mức độ như thế nào. Thứ hai, họ phải tái khám định kỳ và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Thứ ba, họ phải hiểu và biết cách sử dụng các loại dụng cụ xịt hít một cách thành thạo. Và cái thứ tư, họ phải biết cách phòng tránh đợt cấp, biết xử trí các cái cơn cấp trước khi đến bệnh viện. Cái việc này chúng ta có thể hướng dẫn cả cho người bệnh và người nhà. Và cuối cùng thì họ cũng phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Hand Siri ít nhất một lần trên một năm để có thể cập nhật những cái kiến thức về bệnh, và có thể là hướng dẫn tư vấn, gần như chúng ta đào tạo lại cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể hiểu rõ và sử dụng thành thạo các cái dụng cụ xịt hít, và từ đó họ sẽ tăng tuân thủ điều trị.
Cái vấn đề cuối cùng đó là vai trò của thuốc điều trị. Chúng ta có bác sĩ giỏi, chúng ta có cơ sở vật chất tốt, lãnh đạo rất là quan tâm mà rồi, bệnh nhân cũng rất là tuân thủ rồi. Nhưng nếu như mà thuốc không có tốt thì gì ạ? Thì cái kết quả điều trị cũng không có cao. Chính vì vậy cần đảm bảo đầy đủ các loại thuốc có hiệu quả. Nếu như một loại thuốc mà có hiệu quả tốt thì cái việc điều trị của chúng ta sẽ rất là hiệu quả và kết quả điều trị tốt. Thứ hai là thuốc phải cần phải đa dạng các cái loại thuốc, có nhiều các cái loại thuốc với hoạt chất khác nhau, hàm lượng khác nhau và có cái đường dùng khác nhau để chúng ta sử dụng cho nhiều bệnh nhân khác nhau, người già, trẻ em, phụ nữ có thai, rồi là những cái người yếu thì cũng có thể là chúng ta có thể trị định được, hoặc là các cái thuốc phải phù hợp với mức độ nặng của bệnh. Bệnh nặng thì chúng ta dùng cái thuốc mà có liều điều trị cao, còn bệnh nhẹ hay bệnh trung bình thì chúng ta liều dùng cái thuốc có cái hàm lượng nhỏ hơn. Và các cái thuốc phải đảm bảo các thuốc mang tính chất là có thuốc cấp cứu ở tại nội viện, cũng như là các cái thuốc dự phòng và các cái thuốc hỗ trợ. Một số thuốc hỗ trợ tuy là nó không phải là thuốc chính để điều trị nhưng nó lại giúp cho người bệnh tăng tuân thủ điều trị. Ví dụ các cái thuốc hỗ trợ cho bệnh nhân để làm loãng đờm. Nếu như những bệnh nhân mà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường xuyên sử dụng acetlama thì sẽ làm cho, và người bệnh khó thở nữa thì cái việc mà người bệnh bị đờm quánh dính và khó khạc ra là cái chuyện hay gặp ở người bệnh siêu đi. Chính vì vậy chúng ta sử dụng các cái thuốc hỗ trợ cho họ và làm cho cái việc đờm loãng ra, bệnh nhân có dễ khạc đờm, dễ tống được cái đờm ra khỏi lòng phế quản thì họ sử dụng thuốc mới hiệu quả. Nếu không thì chúng ta cho bệnh nhân hít xịt thuốc vào, bệnh nhân họ khó thở như thế thì họ xịt thuốc không hiệu quả, và cái lượng đờm như thế thì thuốc xịt vào chủ yếu là bám dính ở cái đờm cái chất nhầy và ít tấm vào lòng phế quản, như vậy là cái hiệu quả điều trị nó cũng kém. Chính vì vậy chúng ta cũng cần phải quan tâm các cái thuốc hỗ trợ cho người bệnh. Và thuốc điều trị của Hen Sudi thì có rất nhiều các cái dụng cụ với các cái cách sử dụng khác nhau để cho nhiều người bệnh lựa chọn và đảm bảo sử dụng đúng chỉ định, đúng mức độ nặng của bệnh để cho bảo hiểm y tế chi trả. Và cuối cùng chúng ta cũng phải tính đến cái kinh tế của các loại thuốc điều trị đối với bệnh dài hạn. Nếu như một bệnh cấp cứu thì chúng ta có thể là kê một cái đơn thuốc có thể là nhiều tiền, bệnh nhân có thể mua được ngay cái lần đó, một lần, hai lần thôi. Nhưng nếu một cái bệnh mãn tính như thế này mà đơn thuốc nhiều tiền thì chúng ta khó, bệnh nhân khó có thể tuân thủ. Chính vì vậy chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc làm sao vừa hiệu quả nhưng lại mang cái tính chất kinh tế để lựa chọn. Và đối với bệnh hen và sudi thì chúng ta cũng lưu ý có những cái nhóm bệnh để chúng ta lựa chọn, nhóm bệnh nhân để chúng ta lựa chọn thuốc sao cho nó phù hợp. Thứ nhất là đối với những người mà phối hợp các cái động tác kém thì chúng ta có thể sử dụng cái bình xịt định liều cùng với lại cái buồng đệm, bình xịt định liều cùng với buồng đệm. Thì cái việc mà điều trị, kết quả điều trị sẽ rất là tốt. Thì kinh nghiệm điều trị ở Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì cũng có một số các bệnh nhân mà đã từng phải đặt ống nội khí quản, thở máy, cũng hơn 80 tuổi. Tôi cứ nghĩ là bệnh nhân sẽ ra đi sớm. Thế nhưng mà đến nay đã 3 năm trời, sau khi mà cho sử dụng cái bình xịt định liều cùng kèm theo cái buồng đệm, và người bệnh 3 năm nay không phải nhập viện. Và cũng có những đợt cấp nhưng nhẹ, chỉ cần dùng thêm thuốc kháng sinh ở nhà và dùng tăng liều thuốc xịt lên là bệnh ổn định. Như vậy thì có rất nhiều người nhà bệnh nhân nói rằng từ ngày mà bác sĩ kê cho bố mẹ em cái bình cái buồng đệm này thì cùng với cái lọ xịt ấy thì chúng em thấy rằng là bố mẹ em ít phải đi viện, ít phải đi nằm viện, và chúng em cũng đỡ phải đi chăm rất là nhiều. Chính vì vậy thì nếu như bệnh nhân mà có phối hợp động tác kém và lực hít của bệnh nhân cũng yếu nữa thì chúng ta có thể sử dụng cái buồng đệm để giúp cho người bệnh tăng tuân thủ điều trị cũng như là cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Nếu như người già yếu quá mà không tự tay xịt hít được thì con cái có thể hỗ trợ được, hoặc là người giúp việc cũng có thể hỗ trợ được. Đối với hoặc là nếu như bệnh nhân phối hợp động tác kém nhưng lực hít thì tốt thì chúng ta có thể sử dụng cái bình hít bột khô. Còn đối với người mà phối hợp động tác tốt nhưng lưu lượng hít lại kém thì chúng ta có thể sử dụng cái buồng đệm cùng với bình xịt định liều, hoặc là sử dụng đơn lẻ cái bình xịt định liều, hoặc là sử dụng máy xí dung, tùy theo từng bệnh nhân khác nhau mà chúng ta lựa chọn. Còn đối với người mà lưu lượng hít tốt, phối hợp động tác tốt thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều cái dụng cụ khác nhau, có thể là bình xịt bình hít bột khô, bình xịt định liều đơn lẻ, hoặc là dùng thêm cái buồng đệm cùng với bình xịt định liều để nó giảm cái tác dụng phụ của thuốc.
giảm cái tác dụng phụ thì chúng ta có thể hít qua buồng đệm cũng rất là tốt, hoặc là dùng máy khí dung. Nhưng tuy nhiên các cái thuốc mà để khí dung thì nếu mà chúng ta dùng hàng ngày với cái liều lượng đầy đủ thì cái giá thành nó sẽ cao hơn các cái bình xịt định liều hoặc là bình hít bột khô. Chính vì vậy mà tùy theo từng điều kiện thì chúng ta có thể lựa chọn cho người bệnh cho phù hợp. Ở tại Ninh Bình thì danh mục thuốc cũng tương đối là đầy đủ và các dạng khí dung, cấp thoát ngoại trú, ngoài corticoid khí dung ra cho đối một số bệnh nhân như là đối tượng như phụ nữ có thai thì chúng tôi sử dụng các cái dạng hen, thì chúng tôi sử dụng các cái bình cái corticoid khí dung. Một số bệnh nhân già yếu có thể không có điều kiện để dùng bình xịt định liều với lại buồng đệm thì có thể dùng máy khí dung, thì là chúng tôi sẽ cấp thuốc bằng khí dung. Còn ngoài ra thì các dạng xịt hít ICS LABA có đầy đủ các dạng xịt hít với hai cái hoạt chất là Flutigasol, Sametirol, Budesonide, Fomepizole, xịt hít đều có đầy đủ, và corticoid dạng xịt đơn chất cũng như là thuốc giãn phế quản đơn liều cũng như là thuốc giãn phế quản phối hợp. Ngoài ra các loại thuốc uống nhóm methylxanthin và cái gì thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài như Bamuterol hay Bambex. Trên đây là một số hình ảnh các cái dạng bình hít bột khô, các cái dạng tục boiler rồi là AQ với nhiều hàm lượng 50/500, 50/250 và các cái dạng ICS LABA hàm lượng 25/50, 25/125 và 25/50, có đủ các cái liều dùng để sử dụng cho cả trẻ em từ 4 tuổi trở lên. Và cái dạng ICS đơn lẻ như là Flisudine. Với các cái thuốc giãn phế quản đơn lẻ như là Sanbutamol hay là cái dạng phối hợp như Beroloang thì chúng tôi cũng sử dụng đầy đủ, và có một số các thuốc khác là ICS LABA dạng Genesis nữa để phối hợp và sử dụng cho những người bệnh mà có cái mức độ nó chưa phải nặng lắm và nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế ở địa phương, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay đối với bảo hiểm y tế đang giao dự toán cho các bệnh viện thì chúng tôi phải lựa chọn tất cả các cái loại thuốc để phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân nặng, nhẹ, trung bình và những cái bệnh nhân ổn định để chúng tôi sử dụng sao cho nó phù hợp. Có bệnh nhân nặng bù cho những bệnh nhân nhẹ, thì bù cho những bệnh nhân nặng để làm sao cái trần nó không cao quá. Và đặc biệt mà với cái phương cách quản lý thuốc thì chúng tôi cũng để giúp cho người bệnh tăng tuân thủ và quản lý thuốc tốt, đảm bảo thuốc được tới đúng bệnh rồi, phải là đúng thuốc rồi và phải đúng người sử dụng, thì chúng tôi có ngoài cái việc các cái ghi chú của các cái nhà sản xuất ra thì chúng tôi trên các cái vỏ lọ thuốc, nếu như quý vị nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy những cái dòng chữ ở trên các cái hộp thuốc, đặc biệt là các cái vỏ lọ thuốc này, chúng ta toàn mấy trăm nghìn một lọ thuốc, nếu như chúng ta không quản lý tốt thì người bệnh có thể sử dụng sai mục đích. Các cái lọ thuốc này có thể mang đi đổi để lấy các cái thuốc bổ hoặc là các cái thuốc bổ gan khác để sử dụng vân vân, và người bệnh sử dụng không đúng mục đích. Chính vì vậy chúng ta sẽ là cái người là bác sĩ điều trị nó không có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là nó lãng phí kinh phí về của bảo hiểm y tế. Vậy trên lọ thuốc có ngày tháng năm cấp, có tên người bệnh, có cả địa chỉ của người bệnh là xã, và đặc biệt là ký tên cái người cấp. Chính vì vậy tất cả các cái vỏ lọ thuốc này đến thời điểm này năm 2019 thì chúng tôi mới bắt đầu phát sinh cái việc quản lý cái chữ viết ghi chú trên vỏ lọ. Còn trước kia thì chúng tôi chỉ có bóc tem cái vỏ lọ trước mặt bệnh nhân, sau đó chúng tôi giao bệnh nhân và chúng tôi thu vỏ lọ. Nhưng càng ngày thấy những cái tinh vi của mình chưa bằng người bệnh, và cuối cùng thì chúng tôi quản lý thế này. Đến thời điểm này nó có cả tháng, ngày tháng năm nữa thì bệnh nhân không thể nào mang cái lọ thuốc này đi đâu được nữa. Và khi họ trả vỏ lọ thuốc, bắt buộc họ phải trả lọ thuốc đúng cái vỏ lọ thuốc mà họ đã được cấp. Và chúng tôi cũng chỉ mong là người bệnh dùng đúng mục đích của mình. Ngoài ra thì có một số các cái thuốc hỗ trợ cho người bệnh nữa. Như vậy có rất nhiều các cái yếu tố tác động đến việc tăng tuân thủ của điều trị của người bệnh. Và tôi có thể tóm tắt lại một số các cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là phải có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo bệnh viện đối với cái hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của hen phế quản, đặc biệt là đối với đơn vị quản lý hen và CD. Thứ hai là đảm bảo chất lượng dịch vụ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý điều trị, tạo cái niềm tin cho người bệnh và tổ chức
có hiệu quả cái việc sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh để làm tăng cái tuân thủ người bệnh điều trị hen và siêu đi. Thứ ba là đối với bệnh nhân thì phải biết cách sử dụng thuốc, hiểu biết về bệnh, tự ý thức được cái việc mà tuân thủ điều trị cũng như là định kỳ tái khám hàng tháng là việc cần thiết đối với người bệnh. Đối với cán bộ y tế thì việc lựa chọn sử dụng dụng cụ thuốc phù hợp cho từng bệnh nhân để có kết quả điều trị tốt là rất quan trọng. Nếu như chúng ta không để ý kỹ, chúng ta cứ cấp thuốc rồi tháng trước cũng như tháng sau và chúng ta không kiểm tra lại cách dùng và chúng ta không đánh giá lại cái kết quả điều trị xem là tháng trước so với tháng này thế nào, không đánh giá được cái nguyên nhân của họ thì chúng ta không thể lựa chọn cho bệnh nhân những cái dụng cụ sử dụng tốt và cái kết quả điều trị sẽ kém. Thứ hai là cán bộ y tế cần phải kiểm tra thuốc và cách sử dụng thuốc của bệnh nhân bằng cách thu vỏ lọ để đánh giá kết quả điều trị và tư vấn, hướng dẫn cho bệnh nhân mỗi lần tái khám. Và đối với thuốc là một cần phải dự trù một cái danh mục thuốc đầy đủ và đa dạng về hàm lượng, về hoạt chất, về đường dùng. Và các cái thuốc này phải nằm trong danh mục của bảo hiểm y tế, trong danh mục thuốc thiết yếu và giá cả phải phù hợp với cái điều kiện kinh tế, đặc biệt là đối với điều kiện kinh tế ở tại địa phương và được bảo hiểm y tế chi trả. Với cái điều kiện kinh tế địa phương thì khác hẳn so với lại cái điều kiện kinh tế của các cái bệnh viện tuyến trung ương, ví dụ tuyến tỉnh ở tại Bệnh viện Phổi Ninh Bình thì cái việc chi trả trên một đơn thuốc thì chúng tôi chi trả khoảng bình quân khoảng 500.000, nhưng ở trung ương có thể 1 triệu hoặc hơn. Tuy nhiên, tùy từng người bệnh mà chúng ta phải lựa chọn cái dụng cụ thuốc phù hợp, giá cả phù hợp để lựa chọn cái mức độ nặng của bệnh nhân làm sao cho nó phù hợp để đảm bảo cái việc rằng là cái dự toán giao của bảo hiểm y tế nó chỉ có thế thôi. Chúng ta không thể nào mà làm tốt hơn, làm quá hơn. Ví dụ chúng ta không thể nào sử dụng những cái thuốc phối hợp như Lama, Laba hoặc là thuốc Lama, các cái thuốc mà có cái giá thành cao trên dưới 1 triệu thì chắc chắn cũng không thể phù hợp mà cấp đại trà đối với bệnh nhân ở tuyến tỉnh. Chính vì vậy, cái việc lựa chọn thuốc có giá cả phù hợp và điều kiện phù hợp với cái điều kiện kinh tế của địa phương là rất quan trọng, và đặc biệt là trong cái tình hình giao cái dự toán như hiện nay đối với các bệnh viện thì lãnh đạo cũng như tất cả các bác sĩ đều phải cùng nhau để tính toán làm sao cho người bệnh vừa được chẩn đoán đúng, vừa được điều trị kịp thời, vừa được sử dụng đúng thuốc, vậy lại vừa được mang lại cái hiệu quả cao và đặc biệt lại được bảo hiểm y tế chi trả. Đây là một cái điều rất quan trọng. Và trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng làm dần dần từng bước thì bệnh viện cũng đã có những bước cải tiến và làm tương đối tốt cái vấn đề này. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng có rất nhiều những người bệnh đã gọi điện và cảm ơn bệnh viện rằng là chúng tôi đã từng dùng các cái thuốc con cái mua cho có thể là một vài triệu một lọ, hơn 1 triệu và mỗi một cái đơn thuốc vài triệu. Thế nhưng mà do không biết cách sử dụng, chính vì vậy thì với hai là tiền nó nhiều nên là cứ nặng mới lại đi mua thuốc, nhẹ thì lại ở nhà không đi khám. Nhưng từ khi mà được về tới Bệnh viện Phổi Ninh Bình, được nghe bác sĩ tư vấn và sử dụng đúng thuốc, đúng mục đích thì tôi nghĩ là mỗi cái lọ thuốc, ví dụ như là Cetirizine hay là lọ thuốc Berorang hoặc là Simbicort v.v. những cái lọ thuốc thì nó cũng chỉ trên dưới 300.000. Và với một cái lọ thuốc như vậy và thêm một ít thuốc uống nữa hỗ trợ thì đơn thuốc chỉ khoảng 400-500.000 và bệnh nhân có thể chấp nhận được cũng như là bảo hiểm y tế có thể chấp nhận chi trả được. Và người bệnh đánh giá là cái việc dùng thuốc đúng kỹ thuật, đúng phù hợp với cái năng lực hít của người ta và người ta sử dụng thuốc đều và tuân thủ điều trị thì kết quả điều trị rất là tốt và bệnh nhân ít phải nhập viện. Có bệnh nhân nói tôi là trước kia cứ một tháng nào tôi cũng có con cháu ở trong bệnh viện và họ nó cứ đè rồi nó tiêm cho tôi đau hết cả hai cánh tay, cứ nửa tháng ra viện xong rồi lại phải vào viện. Nhưng mà 2 năm nay xuống bệnh viện thì chỉ có mỗi một cái lọ thuốc hít như thế này và tôi không phải nhập viện như nào và đêm tôi ngủ ngon giấc. Như vậy là kết quả điều trị rất là tốt. Thì được nghe những lời phản ánh của người bệnh như vậy thì bản thân những người làm cán bộ y tế điều trị trực tiếp được người bệnh cũng rất là thấy phấn khởi. Và khi mà tổ chức những buổi sinh hoạt câu lạc bộ được bệnh nhân tham gia hưởng ứng nhiệt tình ở những cái buổi nhiệt độ nắng 38-39 độ C hay là nhiệt độ thời tiết 14 độ C, bệnh nhân vẫn đến rất đông đủ, từ 200-300 người. Tôi cảm thấy là rất hạnh phúc và không có cái gì hạnh phúc hơn nếu như người bệnh là có kết quả điều trị tốt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp, các bạn
Cũng chân thành cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung có những cái lãnh đạo chỉ đạo cũng như là hỗ trợ cho Bệnh viện Phổi Ninh Bình trong những năm qua để hoàn thành tốt cái sứ mệnh điều trị cũng như là phòng chống các cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản cũng như là bệnh lao. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Thị Bích Thảo có bài trình bày chia sẻ kinh nghiệm rất là tốt. Và cũng chúc mừng Bệnh viện Phổi Ninh Bình. Chúng ta cứ nhìn thấy cái gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái giỏ hay là cái sọt hay là cái gì? Đựng cái vỏ thuốc thì cũng thấy rằng cái sự thành công rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh mà các bệnh nhân đến được tư vấn ngay cửa phòng khám. Đấy là rất là tốt. Nếu bình thường Bệnh viện Phổi Trung ương chỉ có một cái ngày thứ bảy đầu tiên của tháng là sinh hoạt câu lạc bộ. Thế nên nếu mà các bạn mà có số lượng bệnh nhân đông như thế ở trong hàng ngày khám bệnh thì đấy là một cái thành công rất là lớn. Chúng ta cũng có cái địa điểm để ngồi để có thể chia sẻ. Thì hết sức hoan nghênh những sáng kiến như là thu vỏ lọ rồi tư vấn và kiên trì. Không phải chỉ bác sĩ rồi điều dưỡng, tư vấn viên cũng như là kể cả đồng chí lãnh đạo cũng trực tiếp để tham gia giúp cho từng người có thể vượt qua được những cái đợt cấp mà không cần phải vào viện. Một cái phương tiện mà đôi khi chúng ta cũng bỏ quên và ngay cả thị trường của chúng ta cũng không phải có nhiều, đấy chính là buồng đệm. Buồng đệm thì có nhiều cách để có thể làm, thậm chí buồng đệm có thể dùng bằng cái chai La Vi rồi một số những cái cải tiến khác cũng có thể làm được. Nhưng nếu coi trọng việc ấy đối với những trường hợp đặc biệt thì rất là cần thiết. Thậm chí sử dụng những cái thuốc đó mà ở những bệnh nhân thở máy thì thế nào, đấy cũng là một câu chuyện. Thì Bệnh viện Phổi Trung ương vừa cấp cho các bạn ấy một cái sáng kiến có được khen thưởng, đấy các bạn có thể chia sẻ làm thế nào để bệnh nhân thở máy mà sử dụng được những cái thuốc dạng hít như thế này. Đấy cũng là những cái điểm cách sử dụng thuốc. Tôi có một cái cuộc họp khác nữa. Thì trước khi các bạn sẽ có nghe về cái việc lựa chọn được cú hít cũng rất quan trọng của phía của dược sĩ Trần Minh Đức, thì muốn dành một ít thời gian xem các bạn nào có trao đổi chia sẻ gì không với hai bài trình bày. Bài trình bày thứ nhất thì rất cần chúng ta, tôi vẫn thường nói với anh em là chúng ta điều trị người bệnh phải là điều trị toàn diện. Muốn điều trị toàn diện thì người bác sĩ phải có một cái góc nhìn rộng, chứ không phải chăm chăm ta nằm ở khoa bệnh phổi mãn tính thì chỉ mỗi hen mình phải tắc nghẽn mãn tính thôi. Còn nằm ở khoa ung thư thì cứ dứt khoát bệnh nhân vào đấy là phải là ung thư. Thì điều đó là rất tối kỵ của một người làm thầy thuốc. Bây giờ một cái bài toán về những bệnh đồng mắc hay là những cái bệnh phối hợp, thậm chí là những bệnh nó liên hoàn là hậu quả của nhau trong cùng một cái trên cùng người bệnh. Thế là bác sĩ mà điều trị lao mà không biết đái tháo đường thì coi như là lỗi. Bác sĩ điều trị lao mình phải tăng cái mãn tính mà không biết gì về những cái tim mạch cơ bản, đấy cũng là lỗi. Rồi một số những cái bệnh lý khác mà chúng ta thấy rằng rất hay thường gặp, kể cả với này cao huyết áp là những cái mà thường xuyên. Nếu mà người thầy thuốc về phổi không biết về những thuốc điều hòa huyết áp thông thường thì các bạn vẫn coi là lỗi. Đấy là những cái mà tôi muốn muốn trao đổi bằng cái chất nguyên tắc này như thế. Kể cả các bác sĩ ở tuyến trung ương, tuyến địa phương cũng như là tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, thì tới đây Bệnh viện Phổi Trung ương cũng sẽ truyền tải một cái chiến lược mới sau chiến lược PAN, gọi là chiến lược PAM. PAM tức là thực hành y tế và thực hành tiếp cận thực hành trong chăm sóc y khoa đấy, thì sẽ có thêm về cao huyết áp, đái tháo đường với HIV/AIDS trong mức độ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đấy là những cái mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm.